cái đứa em của mày ha, nó cũng tiêu đời cái tội mê trai của mày. Tôi nói kỳ cục quá. Nói gì mà kỳ? Tự nhiên nghe giặt đồ cái nó lắm trơn trọi đồ của Tư á, tao tự giặt đi. Ê, tao đang nói chuyện của mày nghe mày, lần nào nói đụng tới cái thằng đó cũng như dựng lên vậy á. Thứ gì đâu mà mê trai dữ gì không biết. Hơn đàn bà con gái gì mà ngu hết biết hả?